Cách lướt sóng chứng khoán hiệu quả. 6 cốt lõi, lướt sóng chứng khoán là chiến lược đầu cơ ngắn hạn nhằm tối ưu hóa lợi nhuận qua những biến động ngắn hạn. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng biết cách lướt sóng chứng khoán, biết cách lướt sóng chứng khoán hiệu quả là một nghệ thuật và người lướt sóng chứng khoán hiệu quả là một nghệ sĩ thật sự. Cùng đầu tư là gì tìm hiểu về lướt sóng chứng khoán nhé. Cách lướt sóng chứng khoán hiệu quả 1. Lướt sóng chứng khoán là gì? Lướt sóng là hình ảnh tượng trưng giống bộ môn lướt sóng trong thể thao, những cơn sóng lên rồi xuống, hay nói đúng hơn là giá cổ phiếu tăng rồi giảm. Bản chất của lướt sóng chứng khoán là việc đầu cơ, nhà đầu tư mua được ở chân sóng hay vị trí mua tốt sẽ kiếm được lợi nhuận do giá cổ phiếu tăng. Lướt sóng là hoạt động đầu tư chứng khoán ngắn hạn nên chủ yếu nó tuân theo quy luật cung cầu của cổ phiếu và mốt của thị trường hiện tại. Trong chứng khoán, sóng chứng khoán có thể là hoạt động trong vài tuần, vài tháng, thậm chí đại sóng có thể kéo dài đến một tháng hai năm, mà dân trong nghề người ta gọi là sóng thần, tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách lướt sóng chứng khoán. Kinh nghiệm lâu năm nay, mình thấy cứ mỗi cơn sóng qua thì số người sấp mặt vì đầu cơ lướt sóng chất ngang như núi. Tất nhiên, bên cạnh việc thua lỗ của số đông, thì số ít bao giờ cũng kiếm được miếng ăn nào đó, họ có thêm căn nhà hay mảnh đất nữa. Hi hi, nhà đầu tư lướt sóng nói riêng và nhà đầu tư nói chung đa phần thua lỗ, có rất nhiều lý do, nhưng mình quy về ba cái tư duy không đúng, kiến thức không đúng, thực hành không đúng, đừng tưởng cứ cái gì trên web, trong sách hay số đông nói là đúng, bởi nếu đúng thì họ đã không thua lỗ, bỏ cuộc chơi và một số nhà đầu tư đủ lý trí thì bỏ hết và làm lại từ đầu, có thể là ủy thác đầu tư vào quỹ hoặc học chứng khoán đúng bài bản, hai cách lướt sóng chứng khoán hiệu quả. Nhà đầu tư bước vào thị trường chứng khoán, đều thủ trong người những tuyệt chiêu về cách lướt sóng chứng khoán của riêng mình, ai cũng nghĩ là hiệu quả, nhưng thật tình, mình chỉ nhìn vào kết quả để nói. Ông thua lỗ chứng khoán thì đừng múa rìu qua mắt thợ. Bởi trong chứng khoán là đan xen nhau tức là lướt sóng có đầu tư, rồi có tâm lý. Ông nào không làm được mà nói là chém gió, hoặc chỉ nên là những kinh nghiệm, tôi làm như thế này này. Và tôi thua lỗ chứng khoán ra sao? Giờ vào đề chính, làm cách nào để lướt sóng chứng khoán hiệu quả, hiểu được điểm mạnh của mình, lướt sóng chứng khoán thời gian, bạn đi làm tối mắt tối mũi thì không thể lướt sóng kiểu hàng ngày được, vậy chiêu lướt sóng bạn dài ra xíu, không tham lam, lướt sóng chứng khoán kỵ nhất là tham lam, thấy thằng bên cạnh có vợ đẹp thì cứ dòm ngó vợ hắn, trong khi vợ mình để thằng bên cạnh nó quất cho. Chứng khoán là nghệ thuật kiềm chế lòng tham, với chứng khoán không có định nghĩa giàu nhanh đâu chỉ lướt cổ phiếu tốt phải thừa nhận lướt sóng chứng khoán là hoạt động ngắn hạn yếu tố cung cầu và tâm lý quyết định chính nhưng rõ ràng lướt sóng cổ phiếu tốt chất lượng thì khả năng tăng hơn cổ phiếu xấu chứ xem cách định giá cổ phiếu kiến thức đúng lướt sóng nhà đầu tư thường sẽ sử dụng phân tích kỹ thuật nhưng đừng nên một cổ phiếu cứ xài cho nhiều chỉ báo quan trọng là tính hiệu quả của chỉ báo nhưng tốt hơn bạn cũng cần kiến thức phân tích cơ bản kết hợp còn cụ thể kiến thức như thế nào mời bạn đọc mục phân tích cơ bản Sẵn sàng cắt lỗ, đầu tư không phải là 100%, nó luôn có xác suất thua lỗ. Bạn phải đối diện với nó, cắt lỗ là nguyên tắc cốt lõi để lướt sóng chứng khoán hiệu quả, còn bạn không tập cắt lỗ thì đừng mơ mộng thắng chứng khoán làm gì, bây giờ bạn đã biết lướt sóng chứng khoán là gì. Cách lướt sóng chứng khoán hiệu quả rồi, giờ bạn thực hành đi thôi. Chúc bạn đầu tư thắng lợi, hy vọng những chia sẻ của đầu tư là gì sẽ giúp các bạn giải quyết những thắc mắc về cách cách lướt sóng chứng khoán hiệu quả để hiểu thêm về thị trường chứng khoán cho người mới bắt đầu thông tin đầu tư sẽ giúp bạn đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn chúc các bạn đầu tư thành công